Tại vì mình sẽ từng cái một chứ mình không có nhảy tóc qua cái hai dòng tăng trưởng như vậy. Tôi nói về tiền sản dịch trước. Rồi. Cái tiền sản dịch là mình sẽ bỏ qua cái định nghĩa như, cái gì nắm hết rồi đúng không? Huyết áp nó phải cao, rồi bệnh nhân phải có tiểu ra protein niệu đúng không? Còn nếu mà không có protein niệu thì người ta nói là huyết áp cao kèm với giảm điện cầu, suy gan, suy thận, phục hồi. Điều đó người ta cũng xem là tiền sản dịch. Bây giờ quan điểm hiện đại người ta mới chia ra tiền sản dịch khởi phát sớm và muộn. Sớm là trước 34 tuần tuổi và muộn là sau 34 tuần tuổi. Cái khởi phát sớm thì tần suất ít hơn nhưng dự học nặng nề hơn và nó gắn liền với thai sinh non và thai chậm tăng trưởng. Rồi cái này nó quan trọng nè, thì mình phải coi cái sự hình thành lẫn nhau. Tại vì nếu mà hình thành lẫn nhau tốt thì cái thai được nuôi dưỡng tốt, mà hình thành lẫn nhau kém thì nó sẽ không được. Mấu chốt nó nằm ở cái động mạch tấm bình cung. Đây là cái động mạch buồng trứng, rồi động mạch vòng cung, rồi động mạch radio. Đây vô những cái động mạch xoắn đây. Thì những cái động mạch xoắn là nó vô cái nội màng để nó nuôi dưỡng cái thai, nó vô để là cái nối với nhau đó. Thì là cái động mạch xoắn này nó chuyển dạng từ tuần thứ 8 đến tuần thứ 18, tức là từ tháng 2 hả? Khoảng từ tháng 2 tháng 3 đó, từ tuần 8 đến tuần 18. Nó làm cái cầu nối giữa cái nội mạc tử cung và cơ tử cung. Thì lúc này á là nó có sự xâm nhập của lá nuôi vào nội mạc mạch máu, nó hình thành phân gian nhung bào bánh nhau. Và lúc này cái gì thấy là người ta vẽ như vậy là đây là cái động mạch xoắn đến đây, nó kết nối với trong để mà nó nuôi đây. Thì nó sẽ bình thường nó sẽ dạng ở tốt như thế này để nó nuôi đó. Còn nếu mà nó không có chuyển dạng tốt thì cái vùng chuyển tiếp này nó vẫn cứ co thắt lại, nó không có mở rộng ra. Thì như vậy thì nếu mà nó dạng ở tốt như này thì cái dòng chảy nó vẫn tốt thấp và trở kháng thấp đúng không? Tức là dòng chảy rất là tốt, cho nên dòng chảy mà nó nuôi dưỡng tốt thì nó. Còn khi á, mà nó bị thắt lại như này thì qua chỗ hẹp thì cái vòng tốt nó gia tăng và trở kháng nó cao. Thì trong cái thai chậm tăng trưởng có hoặc không có tiền sản dịch thì cái sự chuyển dạng bất thường hoặc thất bại, tức là nó ra hình thái này chứ không phải hình thái này đó. Cái cổ cơ trơn mạch máu tại cái điểm B này, đây là gọi là cổ cơ trơn mạch máu, nó co thắt, nó làm cho vòng tốt và trở kháng cao đó. Như vậy là nếu mà cái sự chuyển dạng này không tốt thì nó sẽ bị. Như vậy là ngoài cái chuyện mà tiền sản dịch là nó còn kèm theo chậm tăng trưởng nữa. Rồi. Bây giờ người ta vẽ một số hình cho mình hình dung. Đây cái động mạch nó vô và đây là cái chuyển tiếp giữa những cái động mạch xoắn nó vô, nó nuôi với nhau đây. Đó. Và giữa một cái thai bình thường người ta vẽ là mạch máu này nó to và cái chỗ này nó nở lớn này nó chuyển tiếp qua. Còn cái mà tiền sản dịch là mình thấy mạch máu nó nhỏ, nó co lại như này đó. Như vậy thì giữa hai cái hình này thì đây là động mạch xoắn, đến đây nó nở lớn ra này, ok, còn là bình thường. Còn nó co nhỏ lại như thế này là tiền sản dịch. Rồi thì người ta chia ra là sớm và muộn. Thì cái tiền sản dịch sớm á là cái sự chuyển dạng của động mạch xoắn nó kém, mà như vậy là đưa đến một cái đánh nhau này nó nuôi dưỡng kém. Còn cái tiền sản dịch khởi phát muộn á thì nó có lại cơ chế khác, thì cái chuyển dạng đánh nhau nó lại là bình thường. Rồi. Cái tiền sản dịch khởi phát sớm hay còn gọi là tiền sản dịch đánh nhau á thì đó, như bây giờ người ta nhắc lại, nó là sự xâm nhập kém của tế bào nuôi và động mạch trống đường cung. Như vậy là bệnh lý nó nằm ở đánh nhau và nó đưa kèm theo cái chậm tăng trưởng nữa. Còn tiền sản khởi phát muộn đó là do cơ địa của sản phụ, ví dụ cao huyết áp, béo phì, rối loạn chuyển hóa, cái mô học với nhau thường bình thường hoặc bất thường, do vậy lúc này động mạch tử cung thường là bình thường đó. Cho nên hết sức cẩn thận nha, là mình chỉ làm chẩn đoán tốt cái khởi phát sớm thôi. Những cái yếu tố lâm sàng đánh giá nguy cơ tiền sản dịch, đừng có quên là mình
làm dân hình ảnh nó có cái dở là làm riết ngồi không quan tâm đến lâm sàng, nhưng mà lâm sàng là đây là cái bản của Mỹ người ta tổng kết lại, sao ta thấy nó là gì, nguy cơ cao là những cái bệnh nhân có tiền căn tiền sản giật, đặc biệt là tiền sản giật dự phòng xấu, nhân đa thai, cao huyết áp mãn tính, thai phụ tiểu đường, thai phụ có bệnh thận mãn tính, thai phụ có bệnh từ miễn, đó là nguy cơ cao. Thì cái này người ta không cần làm siêu âm, người ta khuyến cáo dùng áp cho riêng nhiều thấp luôn, nếu có lớn hơn hoặc bằng một cái nguy cơ cao này. Thế giờ người ta có hướng dẫn hết rồi mà mình có theo hay không thôi. Nguy cơ vừa là chưa có sinh lần nào, béo phì, tiền căn gia đình có tiền sản giật, người Mỹ gốc Phi, mức sống thấp, tuổi thai phụ trên 35, bây giờ cái này nhiều lắm. Bây giờ bọn nó không thèm đẻ, đến khi hết trứng rồi bọn nó mới muốn đẻ. Thì bọn nó mới bỏ một cục tiền ra để đi chữa vô sinh. Đi chữa vô sinh rồi cuối cùng nhiều khi không có con, đi lấy con người ta để mà nuôi, chứ chẳng phải con mình nữa. Đúng không? Và bởi vì nhiều khi cái trứng nó không phải của mình là con người ta gì nữa. Nhiều khi tinh trùng không phải của mình là con người ta gì nữa. Và nhiều khi con trong nhà mình chưa chắc là con mình. Đó. Thì là các yếu tố bản thân như nhẹ cân khi sinh, gián đoạn sinh nở trên 1 năm, 10 năm. Đó. Thì cái này nhiều khi mình không nhớ được đâu. Thì đây là những cái bản chuẩn đó, thì mình cứ in ra thôi, cũng không có nhiều đâu, lâu lâu mình đọc lại. À. Thì người ta xem xét dùng áp aspirin đều thấp nếu thai phụ có nhiều yếu tố nguy cơ trung bình. Các chị yên tâm đi, tất cả những cái này á, là nó có cái nguồn dẫn ở trên đó, ở dưới đó. Yên tâm kiểm tra lại, copy cái này quăng mua bác Google, bác Google cho ra một khác mấy chục trang này mà đọc. Ok, được chưa? Rồi. Nguy cơ thấp là gì? Đã từng sinh nở đủ tháng, không có biến chứng, thì cái này không có cần dùng aspirin. Bây giờ những cái dấu hiệu nghi ngờ tiền sản giật. À, đây là lâm sàng đó. Đầu tiên là huyết áp, sản phụ bắt đầu gia tăng, bắt đầu xuất hiện protein nhiều. Như vậy là lần trước người ta khám huyết áp là 12 trên 9, bây giờ nó lên 13 trên 10 là bắt đầu cảnh báo rồi, chứ không cần đến 14 trên 9 nữa. Bây giờ rồi về cái triệu chứng liên quan đến tiền sản giật là đau thường vị, phù mặt tay chân, nhức đầu, rối loạn truyền nhiễm, tăng ký bất thường. Người ta nói tăng ký bất thường là tăng trên 1 ký trong 1 tuần trong quý 3. Rồi những bất thường liên quan đến tiền sản giật là tiểu cầu thấp, tăng men gan, nghi ngờ thai chậm tăng trưởng, cái min PI động mạch tử cung nó bất thường. Và cái này tiếng là mình học, tức là đốt đai động mạch tử cung nó bất thường đó, và hoặc là cái tuyết tiền đâm trương hai bên, tuyết tiền đâm trương mà cả hai bên thôi. Mà cái đề mình đang nói ở quý 2, tại vì quý 1 là mình có thể gần hơn thế thế tuyết tiền kia, mà qua quý 2 mà thấy tiền đâm trương hai bên là coi chừng. Rồi bây giờ siêu âm đốt đai trong tiên đoán tiền sản giật là gì? Tới thời điểm rất là quan trọng, người ta cũng yêu cầu 11, 13 tuần 6 ngày đó. Và trước đây dùng rất là nhiều thông số, nhưng mà bây giờ tóm lại mình chỉ dùng hai cái chính thôi, dùng cái PI và cái một cái rất ít nữa là đôi khi mình dùng cái pistolit của động mạch não giữa. Cái pistolit động mạch não giữa thì mình học sau trong ngày hôm nay luôn, nhưng mà đó chủ yếu là cái nào mình cũng dùng cái PI hết. Dạ. Cái MMF và ISO người ta thống nhất với nhau là FPI là thông số hữu ích nhất, bởi vì nó chính xác và ổn định hơn RI, tức là cái chỉ số kháng, và nó chuyên biệt hơn cái dấu hiệu quyết định tâm trường. Bây giờ mình làm đốt đai động mạch tử cung tại cái thời điểm quý 1 và quý 2 mình làm qua ngã bụng hoặc âm đạo, ở quý 3 thì khảo sát qua ngã bụng. Bây giờ như vậy là quý 1 là mình hay gặp cái quý tiền đâm trương này. Cái sự tồn tại của quý tiền đâm trương của quý 2 nó tăng khả năng tiền sản giật gấp 6 lần. Như vậy là quý 1 được phép còn quý tiền đâm trương, nhưng mà qua quý 2 là không được phép. Nếu mà nó có là bất thường. Dạ. Cái mức phân vị thứ 95 cho min PI động mạch tử cung khảo sát qua đường bộ đó là 2.35. Nhưng mà bắt phân vị thứ 95 cho min PI động mạch tử cung qua đường âm đạo là 3.10. Tức là người ta nhắc lại là cái động mạch tử cung mình có thể làm qua ngã bụng hoặc ngã âm đạo, nhưng hai cái số nó lại khác nhau chứ không giống nhau. Đó. Cái bớt phân vị thứ 5
Chamin V2 động mạch tử cung qua đường 1 là 1.44 và một qua đường âm đạo là 1.58 thời điểm 23 tuổi. Bất công vị trí 95 cho Chamin V2 động mạch tử cung và xuất đường 1 là 1.17 tại thời điểm 30. Đó, cái gì? Như vậy là mình có thể dùng qua đường 1 hoặc âm đạo nhưng cái số nó sẽ khác nhau. Đó. Thì cho đến bây giờ thì cái mà bản mà tôi lấy được là cái min mà người ta khảo sát quý 1 thì qua đường âm đạo và quý 2, quý 3 là qua đường 1 là cái bản này là người ta có ghi ở dưới cho cái gì đó và cái bất phân vị thứ 50 đây và đây bất phân vị thứ 5 thứ 95 thì nếu mà nó quá cái bất phân vị thứ 95 là nó bất thường. Thì cái này nó từ quý 1 đến quý 3 luôn. Rồi. Bây giờ mình coi qua đường thành bụng. Thì cái bàng quang nó không có quá căng. Bởi vì bàng quang nó căng quá thì cái eo tử cung nó chạy xa đầu dò quá thì mình rất là khó làm. Vì cái cấu trúc nó càng xa đầu dò mình làm vấn đề rất là khó. Rồi. Mình dịch chuyển qua cạnh bên để coi cái mặt máng cạnh eo tử cung. Và cái này nó tùy thuộc vào độ nhạy của máy này. Máy mà nó tiến tiền nó khó làm lắm. Rồi mình lấy cái VI của động mạch tử cung bên phải cộng với VI bên trái mình cộng lại mình chia đôi thì nó ra cái min là trung bình. Còn trường hợp mà mình làm một bên được còn một bên mình làm hoài không được thì coi như mình tạm lấy cái bên đó là cái min. Cái gì hình dung không? Không phải lúc nào làm được đâu. Nó chỉ có làm rồi mới biết. Nhiều khi bên này mình đặt vô mình thấy tiền bên kia làm hoài làm không ra. Không phải dễ đâu. Rồi. Thì bây giờ mình coi giải phẫu trước. Đây cái động mạch tử cung đi vô này hai bên. Thì đây là anh chọn ngoài rồi tắt ra tử cung rồi đến tử cung nó còn có nhân trước nhân sau nữa. Nhân cách này là như này qua đường thành bụng. Thì như vậy thì đó đây là một cái này ta để qua đường thành bụng đây. Đó. Mình coi nha, đây là cái rõ ràng là cái thai quý 1, đúng không? Đây này, người ta làm qua đường thành bụng á. Rồi cái máy phải tương đối tốt á, máy mà kém kém là mình làm cái này, nó sâu cái này không bắt nổi đâu. Cái gì hình dung đâu. Đó, cái động mạch tử cung thì nó uốn éo như vậy đó, nó nằm ngay cái vùng cổ. Thấy không? Thì mình sẽ coi rất là rõ cái động mạch tử cung. Tức là cái tử cung này nó gặp trước này, đây là cái vùng eo của nó này, rồi mình sẽ cho cái nốt eo màu vô cái vùng cạnh cái vùng eo đó, nhờ cái nốt eo màu này là mình dịch chuyển nhẹ cái đầu dò qua bên một chút, đó, để mình coi cái tín hiệu mạch máu, thì bây giờ mình bắt được cái tín hiệu mạch máu này rồi, mình cho cái nốt eo xung vô để khảo sát đó. Ok ha. Rồi. Thì một cái cách nữa rất là đưa cái đầu dò ra phía ngoài luôn, cạnh cái nếp bệnh á. Thì lúc đó mình thấy hai cái động mạch, động mạch tĩnh mạch chọn ngoài buông xuống thì chạy buông góc với nó là cái động mạch tĩnh buông đây. Thì coi cái nhánh buông góc với nó. Thì người ta khuyến cáo là gì? Cái cửa sổ lốp le đối với động mạch tử cung mình để cái cửa sổ đó, cái ghét này nè 2mm, cái góc lốp le nó phải dưới 30 độ. Trước đây người ta đòi 20, bây giờ mình tiêu chuẩn là 30. Cái fistulip này nó phải trên 60. Còn nếu mà nhỏ hơn thì là mình mắc lầm của động mạch sống chứ không phải là động mạch tử cung. Rồi, đây là mình thấy đây có một đái nè, đây là cái vùng eo nè, đấy đây là mặt tử cung. Còn cái này là cái lá cắt mà mình vừa mới nói đó là đây là cái động mạch chọn ngoài rồi, đây là cái động mạch tử cung nó băng vuông nó qua. Rồi. Thì người ta làm một cái nghiên cứu người ta thấy là gì? 81 thai phụ thứ 1 có thể lấy được động mạch tử cung hai bên ở vị trí A. Vị trí A là cái này. 50% lấy ở vị trí B, tức là A dễ lấy hơn B là không? Thì nếu mà 81 thai phụ này đều lấy được động mạch tử cung ở vị trí B khi khảo sát quý 2
tức là cái vị trí này mình qua cái quý 2, quý 3 dễ làm hơn cái vị trí này. Đó. Rồi bây giờ mình khuyến cáo là lúc này đọc mình tự cung nên làm qua ngã thành 1 ở quý 1 và quý 2, đo tại vị trí A ở quý 1 và B ở quý 2. Tức là cái này là cái lát cắt gần như đường giữa mà lệch qua bên một chút, còn cái này là gần như nét vẹn hơn hai lát cắt. Rồi khi mình làm á thì mình cho vô thì cái góc lốp đè này nó phải nhỏ hơn 30 độ, cửa sổ này nó 2 mm và cái fit này nó đo được nó phải trên 60 cái fit mình đo bao nhiêu đấy. Đó, cái fit đó là phải trên 60, cái này là 100 145. Đó, nếu mà không có màu là mình không thấy. Đây là cái mình làm ở nếp bẹn, cạnh cái nếp bẹn em thay 22 tuần, mình thấy là mờ hai cái ống nó dọc xuống, mà đây là bên phải, đây là bên trái, mà trắng đen là mình không thấy rõ đâu. Mình cho màu vô thì mình thấy cái đường mặt ngang đây chính là cái động mạch tử cung, thì cái nhánh trước nhánh sau đây là động mạch tử cung bên trái thì nhánh trước nhánh sau, đúng không? Đó, như vậy là mình phải dùng cái lốp đen màu để nhận biết được. Đó, mình đo thì như vậy thì nhắc lại cái fit này nó phải trên 60, đúng không? Rồi cái góc lốp đen này nó bằng 0 độ, dưới 30 không đen hoặc là 0 độ. Rồi những cái thông số là mình phải chọn, nếu mà lỡ mà mình không chọn cái PI á, là sau này mình không có tự đo, mình không tính được cái PI, cái này máy nó tính, cho nên là mình phải chọn trước. Vì thông thường trước đây mình chọn RI không, còn bây giờ mình chọn PI rồi thì mình sẽ dùng được cái thông số của nó. Rồi cái đốt đen động mạch tử cung nó có thể giúp cho phân nửa số thai phụ sẽ tiến đến tiền hẹn giật. Rồi mình kết hợp với huyết thanh người mẹ đó thì tăng cái tần suất lên, và người ta khuyến cáo là dùng viên thuốc rẻ tiền là aspirin. Rồi thì nó có nhiều cái bảng lắm, nhưng mà bây giờ mình điểm qua để biết là người ta dùng như thế nào. Hoặc ở Vương quốc Anh thì người ta dùng 75 mg từ tuần thứ 12 cho đến khi sanh luôn, tức là cái thời điểm mà người ta làm siêu âm thai quý 1 xong, người ta chẩn đoán xong là người ta cho dùng thuốc luôn. Ở Pháp là 75 đến 106, nhưng mà tôi thấy cũng lạ ha, 75 cho đi một viên đi thì nó 150, chứ vợ ông vợ thằng như này thì tôi không biết lấy năm ở đâu ra. Ở viên của mình đó là bây giờ có viên 80 nữa rồi, trước đây là viên 81, bây giờ nó đẻ ra viên 80 nữa cho nó gọn. Đó, ở Đức thì nó dùng viên 100, đó đại khái vậy. Đó, rồi Ây Cốc nè, Ây Cốc là 81 nè, từ tuần thứ 12-28 nè, hồi nay là 75. Đó, nó rất là nhiều cái gai lai. Rồi tóm lại là bây giờ một loạt này cái tổ chức nữa, nhưng mà tóm lại là viên 81-80 gì đều dùng tốt hết. Và như vậy thì bây giờ cái hướng là bây giờ mỗi ngày một viên từ tuần thứ 12 cho đến khi sanh, không cần phải ngưng ngày nào hết. À, không ngưng gì hết. Thực ra thì cái này nó làm cho máu nó hơi loạn thôi. Không ngưng nữa, không ngưng tiếp lên. Không ngưng nữa. Tại sao? Đó là ta phải sát luôn. Phải sát luôn, nên phải sát luôn. Ba sáu là ăn ngân hả? Giờ nên nói chung là cái này cũng tùy các bệnh viện, cũng sợ đó, cũng an toàn đó, nhưng mà có. Nói chung là người ta dài. Và bây giờ nha, ví dụ như đây là một cái 13 tuần. Rồi, thì mình sẽ có cái PI nè. Cái PI bên phải cộng với PI bên trái nè. Rồi mình chia đôi, thì cái mean PI cái này là 1.23. Mà nó là 13 tuần, 13 tuần 3 ngày, tức là mình tính 13 tuần đi. Mình ra cái bảng ra, mean PI của 13 tuần là bắt phân biệt thứ 5 là 1.05, 50 là 1.58 và 95 là 2.38. Như vậy là cái mean PI này nó nằm trong giới hạn bình thường. Ok không? Cái cách làm là như vậy, đo như vậy.
Dạ. Như vậy kết luận vấn đề là gì? Nếu chẩn đoán sớm thì điều trị thì dự phòng mang lại hiệu quả rõ rệt. Và ngoài cái chuyện mà nó điều trị được cái tiền sản giật á, ngăn được cái tiền sản giật á, nó còn ngăn một nguy cơ là chậm tăng trưởng nữa. Đó. Thì cái phối hợp giữa tiền sử lâm sàng, xét nghiệm, đốt nang thì giúp cái tiền đoán là trên 90%. Đó. Nhắc lại nha, cái bạn này thì em ra để dùng. Cái bạn này nhiều khi cũng em ra để mà lâu lâu liếc qua lại. Cái bạn này hết sức cần thiết, bởi vì đây là cái bạn bất công vị để mình biết là đốt nang mình có bất thường hay không. Được chưa? Tóm lại là học quá trời cho nên mấy bạn để chạy thôi.